Dạ vâng, xin chào quý vị, vị và các bạn đã đến với kênh Nhi Ca TV ha. Và trong video ngày hôm nay thì Giang sẽ giải đáp một cái thắc mắc của một người anh à, Ở video trước trên chiếc Hyundai Custin thì anh có nhờ Giang quay à, cụ thể về cái camera 360 trên cái dòng Hyundai Custin này Thì đầu tiên thì để mà anh chị bật cái màn hình camera 360 lên á Thì anh chị phải một là về nè Hai là mình ở những cái chế độ R một D Chứ về chế độ B thì anh chị sẽ không bật được camera 360 nha Và camera 360 thì anh chị sẽ bật ở đây nha, đây, nha. Anh chị nhấn vào Là camera 360 nó sẽ hiển thị ở đây Và nếu như trường hợp đó, Mà khi mà anh chị Cài đặt nó sẽ cho phép anh chị cài đặt rất là nhiều Anh chị nhấp vào cái hình chiếc xe Đầu tiên là về cài đặt độ sáng Độ sáng thì anh chị có thể tăng giảm nha Ê, anh chị có thể cái độ độ sáng tối nó tăng giảm nha tiếp theo là anh chị có thể cài đặt về cái phần camera 60 với chế độ thiết lập sẵn ví dụ anh chị muốn coi phía trước bên trái bên phải hoặc là cái chế độ phía bên rộng phía trước thôi ha còn nếu mà chế độ thiết lập sẵn thì nó sẽ chế độ xem phía trên cũng như là bên trái nè màu phương tiện ví dụ anh muốn anh chị chiếc xe của anh chị là màu đen anh chị có thể chọn ở đây để anh chị đây mặc định Nhưng sẽ trở lại ha đây anh chị có thấy không xe của anh chị đã trở thành màu đen đây à. rất là hay ha nếu mà bình thường à, nếu mà xe của anh chị màu trắng ha anh chị có thể chọn lại với em xe màu trắng Bên cạnh đó là thiết lập sẵn có nghĩa là anh chị bấm vào là và nó sẽ hiển thị ngay. Ví dụ anh chị chỉ cần xem chế độ góc rộng phía trước hoặc là toàn cảnh ở trên. Thì anh chị chọn đúng cái mục mà anh chị thiết lập. Thì khi mà trở về là nó sẽ nhìn từ phía trên xuống luôn. Để anh chị có thể nhìn tổng quan về chiếc xe của mình. Còn nếu mà anh chị muốn xem ở bên bộ phần bên phần nào thì anh chị cứ nhấp vào đây để xem nha. Và khi anh chị lái xe thì anh chị chạy á, thì nó chỉ bật phía trước thôi nha nó chỉ bật cái, cái cái hình phía dưới thôi còn nếu mà phần sau là nó sẽ không có nha. Đó, Giang đã test rồi trên một số uh, chiếc đặc biệt và cũng như là bản 2.0 uh, AT cao cấp đó. và vừa rồi thì Giang cũng đã giới thiệu về cách chỉnh cũng như là để giúp cho anh chị có thể xem được cái camera 360 trên xe nha. về cái camera mình anh chị nếu mà anh chị muốn xem phía sau á thì anh chị bật hẳn cái uh, nó mô phỏng từ phía trên xuống ha cái góc từ phía trên xuống thì anh chị sẽ thấy được ngoài sau luôn nha đó, góc 360 độ nè anh chị sẽ thấy được chiếc xe phía sau đó, còn trường hợp nè. này thì anh chị cập lề và xe vào đây phía trước thôi còn thường bình thường lùi thì anh chị mới thấy được cây cam phía sau nha và khi mà về lùi ha anh chị đánh lái thì nó vẫn có hiển thị cái thước lái lên để cho anh chị quan sát dạ vâng và vừa rồi thì Giang cũng đã uh, nói cụ thể về cái phần cài đặt trong cái cam 360 của chiếc Hyundai Kostin nếu anh chị vẫn còn thắc mắc hoặc là đang thắc mắc cái phần nào thì cứ bình luận ở phía bên dưới ha thì Giang sẽ cố gắng uh, làm clip và cũng như là là uh, giải thắc mắc sớm nhất có thể uh, cảm ơn quý anh chị đã xem video này nếu thấy hay hãy bấm like, share cũng như là đăng ký cho kênh Nhật KTV để Giang có thêm động lực để làm các video tiếp theo. Và nếu như anh chị đang quan tâm dòng xe này, cứ liên hệ với Giang, xe có sẵn giao ngay nha. 0937 940 992. Và hiện tại Giang đã có xe bên Giang đã có xe đã thử và sẽ có đưa xe đã thử đến nhà để cho khách hàng trải nghiệm cái dòng Hyundai Castin này. Cảm ơn quý anh chị đã xem video đến thời điểm hiện tại. Xin chào và xin hẹn gặp lại trong các video kế tiếp.